Lỗ răng dính hạt ổi, lại một chiếc răng sâu khá nặng rồi đây. Hy vọng là chưa sâu đến cái phần tủy răng. Bác sĩ đang tiến hành làm sạch cái lỗ răng. Tiếp theo là dần dần lấy hết cái phần ngà đang bị mủn. Thật là đáng tiếc, chiếc răng này đã bị nhiễm sâu đến phần tủy, buộc phải tiến hành mở rộng cái buồng tủy để điều trị. Các bạn lưu ý, để không dẫn đến cái trường hợp sâu nặng như trên và xảy ra cái nguy cơ mất răng, khi bạn cảm thấy các cái dấu hiệu như là đau, ê buốt, bạn nên liên hệ ngay với nha sĩ để được kiểm tra và điều trị kịp thời các bạn nhé.